Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với vlog của mình. Vlog ngày hôm nay hãy cùng mình đi khám phá Gangneung, một thành phố biển của Hàn Quốc. Bọn mình di chuyển từ trên Seoul xuống Gangneung bằng tàu nhanh KTX và mất khoảng 1 tiếng 50 phút. Sau khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ thì bọn mình cũng tới nơi rồi. Giờ thì bọn mình sẽ di chuyển về khách sạn để cất đồ. Bên trong ga Gangneung khá là to, các quán ăn và quán cà phê đều đầy đủ cả. Nhưng mình để ý là phía xung quanh của ga Gangneung ấy khá là vắng và không được sầm uất lắm. Thời tiết khá là đẹp ấy, nên là càng làm cho bãi biển trở nên đẹp hơn. Hiện tại chỗ mình đang ở là khu bãi tắm của An Mốc. Thì mình thấy biển ở đây rất là trong và xanh, xong ánh nắng chiếu xuống thì nhìn bãi biển rất là lung linh, rất là đẹp. Sau khi dưới biển một lúc thì trời cũng nắng to hơn nên là bọn mình đã quyết định là đi ăn. Đây là quán cà phê bán kèm đồ ăn ở đây mang theo hướng kiểu phương Tây ấy. Họ bán các loại mì ý, bánh kẹp và salad. Bọn mình đã gọi phần bánh gồm 3 vị là chuối sô-cô-la, cà chua bơ và tôm sốt. Nhưng nói chung vị cũng khá là bình thường, không có gì đặc sắc lắm. Tiếp theo thì bọn mình cũng đến một quán cà phê ở gần đó. Không gian quán được decor rất là xinh này. Quán có 3 tầng nên không gian cũng rất là rộng nữa. Đặc biệt có view hướng ra biển nên là các bạn có thể vừa uống cà phê vừa ngắm biển. Mình đã gọi nước xoài latte, bạn mình gọi nước latte dâu và một cái bánh dâu ăn kèm. Đồ uống được trưng bày cũng rất là bắt mắt và vị cũng rất là ngon nữa. Mình recommend các bạn nếu đến đây thì hãy ghé thử vào quán cà phê này nha. Mình sẽ để tên và địa chỉ ở phía dưới. Sau khi đi dạo bờ biển một lúc thì bọn mình đã bắt gặp quán chụp ảnh tự động này. Không gian quán kiểu là rất là rộng luôn ý, còn có cả tầng 2 nữa. Mình thấy nước ảnh ở quán này cũng chụp cũng rất là đẹp nữa. Sau đó bọn mình đã đến quán kem tươi Suntupu ở khu biển An Mốc luôn, vì thấy quán có vẻ khá là nổi, mọi người đến cũng rất là đông nữa.
Về không gian quán thì khỏi phải bàn rồi, nó rất là rộng luôn vì có tận 5 tầng và phía ngồi phía sân vườn ở phía bên ngoài ấy, nên là không gian khá là thoải mái. Bên cạnh món chủ đạo của quán là kem thì quán còn bán kèm thêm cả các loại bánh, bánh mặn, bánh ngọt cũng có, và có cả đồ uống, cà phê. Điểm đến tiếp theo đó chính là bãi biển Chu Mun Chin, nơi BTS đã từng quay MV, đó chính là bến xe buýt trong bài Spring Day. Mình đã muốn đến đây rất lâu rồi nhưng mà thực ra hôm nay mình có cơ hội, cảm xúc thật đặc biệt thay vì chỉ nhìn qua màn ảnh mà mình có thể đến tận nơi như vậy. 1, 2 Kết thúc ngày hôm nay thì đó chính là bãi biển Gangmun. Vô đi, vô đi. Thank you. Nice you. Tao nghĩ mày có thể lấy tư liệu của tao. Dạy Thảo rồi nè. Ngon. Cái vlog fail nhất vậy mà trời. Trung tâm mình cái gì? Tông. Cái này là gì? Bánh khao bạch. À khao bạch. Coconut. Bạch. Cái tông mình ấy. Cái món này món gì? Nói thì ngỏi. Ăn này đi là tăm hai. Ừ tăm hai rồi. Mình thấy đồ ăn ở quán này rất là ngon luôn ấy, nên là mình cực kỳ recommend các bạn.
Trong những quán mà mình đã từng ăn thử ở Hàn Quốc thì mình thấy quán này là ngon nhất trong số đó luôn. Mình cũng nghĩ là quán cũng chuẩn bị Thái vì người nấu ăn ở đây mình thấy chỉ là người Thái Lan ấy, nên là khá là yên tâm về khẩu vị. Ăn cơm à? Ăn cơm thôi, mình cơm mà ăn món cay quá. Ăn chưa kịp nhá, quá sập. Bay cẳng lưng. Video của mình đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video đến tận đây. Cảm ơn và tạm biệt. Bye bye.